ai định nghĩa được cà phê. Đầu óc u mê quên lối về. Cà phê cà pháo ngồi đàm đạo. Không đàm không đạo ngồi thở ghê. Hệ em có thể nào mở hàng giùm chị được không? Ngồi 3 tiếng đồng hồ rồi chưa kêu cái gì uống hết. Hôm nay em cảm thấy mệt mỏi trong người, buồn bã. Em không có muốn ăn uống gì hết đó. Trời ơi, chắc chị đốt phong long quá. Ồ, có khách giếng. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Ôi, không khí quán hôm nay thật bị trùng, bởi vì đã có hai đứa khùng. Trời ơi, cái gì mà hai đứa vô quán chị không đứa nào kêu gì uống hết, làm thơ rồi ngồi rầu rĩ nữa kìa. Ồ, Huệ, thật là trùng hợp đúng không Huệ? Căng quá vậy. Rồi bây giờ kìa uống cái gì nè? À, cho em một ly cà phê đen nhiều đường. Ngọt ngọt đúng không? Dạ đúng rồi. Sẵn chị làm cho em ly nước cam nhiều đường luôn. Ngọt ngọt luôn đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. À Huệ, thì Kiệt đã kêu cho Huệ một ly nước cam. Đúng không? Uống nước cam rất là tốt và nó khỏe. Bên đó là tinh thần sảng khoái, tốt cho xương nữa. Ai mượn vậy? Hiểu gì y khoa quá ha. Uống nhiều vitamin C tốt cho xương. Không biết thì im đi cha nội. Trời ơi. Ủa chị nãy kêu nước cam gì vậy chị? Nhiều đường, ngọt ngọt. Cho em ly nước cam chua nha, không đường. Huệ có cần phải thay đổi hết tất cả gì không? Tôi thích nguyên tắc một là một, hai là hai, không thay đổi. À, chị Mai cứ làm đi, em tính tiền. Dạ. Không mượn nha, tôi trả tiền nha. Trời ơi, để cho Kiệt mời đi mà, mệt quá. Đã nói là không mà. Kiệt trả luôn hay làm gì Kiệt? Chị mà lấy là em không uống luôn á. Sợ à, chị Mai cứ để em tính tiền. Để em tính tiền cho tính. Mệt quá, để em tính cho mà mệt quá. Đây, để em tính cho, em tính. Để em tính mà mệt quá. Cuối tháng đưa luôn nha, vậy nha chị. Trời ơi, bao bạn gái mà ký sổ. Bởi vậy nghĩ sao yêu vậy? Huệ. Dạ. Lại chị nói nghe nè. Gì chị? Em á thiệt á, em bớt cái nguyên tắc cứng nhắc của em đi. Chị thấy Kiệt nó yêu em quá trời, nó lo lắng đủ thứ hết. Tại vì lo quá nên không yêu. Yêu cái gì phải cho người ta cơ hội quay đầu rồi chứ. Quay cái gì? Phải chi bớt tốt lại đi. Bớt quan tâm lại đi, em yêu liền luôn, yêu tới bây giờ luôn á. Trời ơi, quan tâm quá mà kêu là bớt hả? Ê, em đừng có nói với chị là em thích thể loại bad boy nha. Sao mệt chị quá, đừng có nói. Chị đang thắc mắc đúng không? Chị không hiểu tại sao em lại từ chối tình cảm của Kiệt, không quay lại với Kiệt đúng không? Chị thử tưởng tượng nha. Tại đây và ngay thời điểm này, số là em kể chị nghe. Khoan! Ê nè, cái gì? Đúng rồi đó. Anh không thể nào để dụng nước này làm ướt đôi hài ngọc, đôi hài ngà của em. Nhưng cái áo này là áo anh quý nhất mà. Không có gì còn là anh thích ngoài việc anh thích em. Ôi, chàng trai của lòng em. Huệ, Huệ lạnh đúng không Huệ? Được rồi. Ấm chưa? Đó, chuyện là vậy đó chị. Ôi, hạnh phúc quá. Lãng mạn quá. Nhưng không kém phần lãng nhắc. Ủa sao vậy? Trời đất ơi, em nghĩ sao vậy? Cái dũng nước đó, chỉ cần lấy cái đồ lau, lau một cái là nó khô rồi, mắc gì phải trải cái áo ra. Rồi em lạnh đúng không? Áo khoác đâu không đưa em mặc, tự nhiên cho em trùm cái áo mưa. Ờ ha. Nhưng mà không biết thì sao, lúc đó em phái lắm chị ơi. Mặc áo mưa vô mồ hôi em đổ tung tung mà em thích ghê là thích luôn á. Trời ơi, lúc đó yêu lắm đúng không? Yêu, xét đánh. Xét đánh, cuồng nhiệt luôn. Đúng rồi. Nhưng mà yêu như vậy lý do gì tự nhiên chia tay? Đó, chuyện là như vậy nè. Bây giờ chị muốn biết lý do tại sao em chia tay đúng không? Ừ. Chị thử tưởng tượng đi. Tại đây, tại căng tin này, số là
Em kể chị nghe. Huệ, em đợi anh có lâu không Huệ? Dạ không. Anh vừa quay xong là chạy qua với em liền luôn Huệ. Em biết mà, em thông cảm hết á. Giờ giấc quay thì làm sao mà đúng được đúng không anh? Đúng rồi, anh cần một người gái hiểu anh và luôn luôn thấu hiểu anh như vậy. Em luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Miễn là anh giữ lời hứa của mình là được rồi. Anh hứa sẽ quan tâm, chăm sóc và che chở chỉ một mình em. Không bao giờ anh tốt, quan tâm và chăm sóc che chở bất kỳ cô gái nào nữa hết. Người đàn ông có lòng em. Tiền, em có sao không? Dạ em không sao. Cảm ơn anh. Đó, chị thấy tức không? Nếu là chị có chia tay không? Nhưng mà Kiệt tốt mà, giúp đỡ người khác vậy là tốt. Chơi. Thì đúng rồi, tốt em không nói. Nhưng mà vấn đề là tốt quá đáng. Tốt bà lằng. Với tất cả mọi người, già trẻ lớn bé, người nào cũng tốt hết. Không được. Ủa thì có gì đâu, già trẻ lớn bé thì không phân biệt, cứ giúp đỡ người ta, xuất phát từ lòng tốt thôi. Cái vấn đề xuất phát từ lòng tốt, giúp xong thôi, không nói gì, giúp xong mà. Dạ, bà có sao không bà? Con có sao không con? Em có sao không em? Mắt chớp, giọng nhỏ nhẹ vậy chị chịu nổi không? À, có nghĩa là Kiệt bên cạnh cái lòng tốt đó, giúp người khác là còn liếc mắt đưa tình nữa đúng không? Đúng. Như vậy là không được. Thì đó, không thể nào chấp nhận được. Không chấp nhận được. Thí dụ mấy ông bà già hay là con nít thì không nói đi. Rồi phụ nữ thanh xuân đồ như em mà liếc mắt đưa tình vậy sao được? Lỡ bị tiếng sắc ái tình giống em là chết luôn đúng không chị? Đúng. Cái này là không thể nào binh được. Bởi vậy em chia tay là vì lý do tốt quá em mới chia tay thôi. Bây giờ nếu như mà chị có cách để làm cho Kiệt nó thay đổi, nó không còn tốt một cách thoái quá như vậy nữa, thì em có quay lại nó không? Thì hên xui. Nhưng mà cách gì chị? Trời, sao hên xui được? Bây giờ em phải nói cho chị biết là em có quay lại hay là không thì chị mới làm được. Trời, nếu mà bớt mà một mình em là... Hứa nha, thề nha. Vậy thì bây giờ ngồi ra đi, ngồi ra đi, một lát Kiệt nó xuống một cái là coi chị ra tay. Sẵn đang rảnh ngồi luôn. Núp không? Cần núp không? Không núp, ngồi ở đó chứng kiến chứ mắc gì núp. Mình Ê, trời ơi, trời ơi thằng này nó linh dễ sợ luôn á. Ê, đừng có hèn như vậy, em cứ ngồi đạo mạo lên. Trời ơi, em là kèo trên mà. Đúng rồi, mình phải ngồi trên đây chứ tự nhiên mình chui xuống bàn làm gì đúng không chị? Sao phải hèn hạ như vậy? Bình tĩnh. Ủa, Huệ em chưa lên hả Huệ? Diêm Anh. Gì? Sao? Cho em thêm miếng đường ấy, đắng quá. Trời đất ơi, chị bỏ hai giá vào đây rồi đó. Vậy hả? Ừ. Sao còn đắng vậy? Chắc chị nghĩ không phải tại cà phê đắng đâu. Mà sao do cuộc tình của em đắng quá cho nên em ăn em uống cái gì em cũng thấy đắng. Đúng luôn rồi chị Mai ơi. Chạm đúng tim đen rồi đúng không? Chắc vậy, hèn chi em uống cà phê bữa nay nó đắng. Làm sao nó đắng kỳ cục lắm chị ơi. Chị còn biết là cuộc tình của em nó éo le lắm, tại sao em chia tay luôn? Chị biết luôn hả chị Mai? Biết chứ sao không biết. Huệ, em vừa phải thôi nha Huệ. Nói chung là tạm thời bây giờ là mình hết yêu nhẹ thôi. Em đi nói xấu anh là sao hả? Em vừa phải thôi chứ. Ê cha nội, tôi nói xấu ông hồi nào cha nội? Nè nè, chị Mai mới nói nè. Chị thấy không? Thấy cái gì mà thấy? Kiệt. Dạ. Chị chưa nói gì luôn á. Chị mới nói là chị biết được cuộc tình của em sao, hạnh phúc sao, lãng mạn sao, chưa nói gì luôn á. Nhưng mà chị biết được cuộc tình em hạnh phúc sao này cũng có người nói. Là có người nói em à, đơn giản thôi, ai mà nói sau lưng em nghe là em nhột, là em không thích à. Trời. Bởi vậy có tịch rụt rịch. Thật gì lục lịch, tại tôi không thích ai nói sau lưng tôi. Chị thấy chưa? Nhưng mà nói đúng, chị thấy nói đúng. Đúng rồi, sao chị Mai? Lỗi tại em, cuộc tình của em éo le và đắng ngắt là tại em. Tại em sao? Chị nói em nghe tại sao? Tại vì em quá tốt.
Bậy trăm bạ, chưa bao giờ nghe ai nói tốt quá mà thành cuộc tình đắng hết trơn á. Chứ còn gì nữa, nè, tốt á, là người ta tốt á, phải có sàng lọc. Không phải đối với ai cũng tốt, có đâu mà em già, trẻ, lớn, bé, rồi đàn ông, đàn bà gì em cũng tốt hết. Mà tốt không, không đủ, tốt rồi còn liếc mắt đưa tình nữa. Bởi liếc mắt đưa tình thì nào chị? Thì đơn giản thôi, em là người có lòng tốt chị biết đúng không? Huệ biết đúng không Huệ? Không, 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 không. Chị biết đúng không chị Mai? Em tốt mà, em giúp đỡ người thì mình giúp xong mình cũng phải hỏi thăm, mình quan tâm người ta một chút, liếc mắt đưa tình hồi nào? Ý em là giống như là cái giây phút đó là nó tự đến vậy hả? Dạ đúng rồi, nó vô tình đến với em thôi, em vô tình giúp thôi. Không, nhưng mà chị khuyên em á, từ rày về sau á là bớt cái lòng tốt của mình lại đi. Mình đâu có biết được người ta làm sao, nhiều khi mình giúp người ta cái người ta thấy mình tốt quá, cái người ta lợi dụng lòng tốt của mình sao? Hiểu không? Là ý chị là muốn bây giờ là em giúp người là phải sàng lọc. Đúng rồi. Giúp người là phải xem xét. Đúng. Mặc dù hoàn cảnh nó có đẩy đưa như thế nào, mình cũng phải nên coi là có nên giúp hay không nên giúp. Chính xác. Rồi em sẽ tiếp thu ý kiến của chị Mai. Không phải là ý kiến của chị đâu nha, ý kiến của ấy đó. Hiểu chưa? Trời dây. Thì anh nghĩ là anh sau này anh có giúp người á, anh sẽ sàng lọc lại, anh sẽ không có giúp người vừa bãi nữa, anh sẽ xem xét tình huống nó như thế nào mới giúp, và sau khi giúp xong anh không hề quan tâm, không hề chăm sóc, không hề chia sẻ gì nữa, được không? Giúp là thôi. Tùy muốn làm sao làm, liên quan thôi vậy nha. Thì vậy nha. Ơi trời ơi, sáng giờ người chị nó nhức mỏi khó chịu quá, mà giờ phải làm vệ sinh rồi dọn dẹp quán, không ấy em giúp chị được không kiệt? Thôi được, cái đó em làm được, có gì đâu, giúp người mà, bình thường mà. Không, em không rảnh chị. Em không rảnh, em có công chuyện không làm được. Thôi mà trời ơi, làm ơn phước đi. Người chị nó nhức quá à, không thể nào mà chị làm được. Giờ không lẽ là chị đi tới, đi lui, đi qua, đi lại không? Trời ơi, lỡ chị trượt té nè, giúp chị đi. Sao không giúp người ta? Chị té kìa. Không, không, em bận đó, không giúp được đâu. Trời ơi, chị đứng lên hết được luôn rồi đó. Đỡ người ta lên. Không giúp đâu, tại vì chị mới chỉ anh mà. Giúp người là phải sàng lọc, phải xem xét. Anh nghĩ là tình huống này không nên giúp người. Trời ơi, sao vậy, sao vậy? Ê, té thiệt á, té thiệt á. Không giúp đâu. Ê, chị đau thiệt á. Chết rồi. Lại đỡ phủ coi. Không. Bị chật cái cột sống rồi. Dạ. Lại đỡ phủ coi. Thôi, đừng có dụ tôi là cái tình huống này, tôi không giúp là không giúp. Trời ơi. Trời ơi, mau. Mau. Lại đỡ phủ nè. Mau. Xạo. Chị Mai chị vừa phải thôi nha. Vừa mới té xuống, chị ịnh như cái mỏ này nè. Ịnh như cái mỏ đúng không? Ịnh như cái mỏ dính son cái gì? Lừa gạt tôi hả? Không, có cái này là thiệt. Thôi, khỏi. Đừng bao giờ dùng cái ánh mắt đó. Đưa tình hả? Nếu bắt đưa tình tôi hả? Thằng Kiệt đâu có dễ dụ gì đâu, nghe không? Trời. Ê, cái ông Kiệt kia. Ê, tôi chia tay ông luôn nha. Không quay lại nữa. Cái đầu khôn. Vì sao không đem tay, cứ như thiết niềm tin vào tương lai.